Phùng Thiệu Phong giành được quyền nuôi con, Triệu Lê Dĩnh sắp nối gót Dương Mịch. Từ khi yêu đến kết hôn rồi cuối cùng là ly hôn, Triệu Lê Dĩnh, Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dân mạng xứ Trung. Không ai có thể ngờ rằng chỉ sau 3 năm bên nhau và chưa có một đám cưới nào được diễn ra, cả hai đã đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Mọi chi tiết từ cuộc ly hôn vẫn đang được Cnet bóc tách nhiệt tình. Sau tuyên bố ly hôn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng Sam Sam và tài tử họ Phùng. Mọi thắc mắc Phùng Thiệu Phong có ngoại tình thật hay không, mâu thuẫn của cặp đôi lớn đến mức nào mà phải chia tay, và mới đây, liệu ai sẽ giành được quyền nuôi cậu con trai nhỏ tưởng. Trang Sơ Hôn mới đây đã có một bài viết gây xôn xao, tiết lộ cuộc sống trước ngày tuyên bố ly hôn của nữ diễn viên họ Triệu. Vào ngày 20 tháng 4, tức 3 ngày trước khi tin ly hôn được công khai, phóng viên phát hiện Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với rất nhiều hành lý, cùng mang tất cả đồ này rời khỏi Thượng Hải và trở về Bắc Kinh. Một nguồn tin khác cho hay, Triệu Lê Dĩnh từng cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân bằng cách tới sống tại biệt thự ở Thượng Hải của hai vợ chồng để thoát cảnh xa mặt cách lòng. Vậy nhưng, hai vợ chồng vẫn không thể hàn gắn được như trước. Chính vì vậy, Triệu Lê Dĩnh đành xách vali trở về Bắc Kinh. Vậy nhưng cũng có lời đồn cho hay, Phùng Thiệu Phong đã dành tặng căn nhà ở Thượng Hải cho vợ cũ. Vào hồi đầu tháng 1 năm nay, Triệu Lê Dĩnh có đăng tải một dòng nhắn đầy ẩn ý trên mạng xã hội có nội dung "Nếu không thể vượt qua được thì không cần vượt qua". Netizen cho rằng đây rất có thể là lời ám chỉ về cuộc hôn nhân không êm ấm của hai người. Trong một diễn biến khác, Trang QQ lại cho rằng quyền nuôi con đã thuộc về Phùng Thiệu Phong. Bài báo có viết, sau khi sinh con xong, Triệu Lê Dĩnh nhanh chóng trở lại với công việc, hình tượng thay đổi từ cô gái ngọt ngào trở thành quý cô sang trọng. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong đã giảm tải công việc để ở nhà chăm con. Một người mãi bận rộn với sự nghiệp, một người là chỉ ở nhà, điều này đã khiến cho mối quan hệ của cả hai rạn nứt. Sau khi ly hôn, việc giành quyền nuôi con cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Triệu Lê Dĩnh vì bận rộn với công việc đã không còn tâm sức để nuôi con. Phùng Thiệu Phong trở thành sự lựa chọn tốt nhất để giành được quyền nuôi quý tử. Từ đây, nữ diễn viên họ Triệu có thể chuyên tâm cho sự nghiệp. Điều này khiến netizen liên tưởng đến Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Hậu ly hôn, nam diễn viên chuyên tâm chăm lo cho cô con gái tiểu gạo nếp ở Hồng Kông, còn nàng Vương Chiêu Quân tập trung phát triển sự nghiệp ở Đại Lục. Theo Trang QQ, lý do khiến nữ diễn viên tam sinh tam thế làm như vậy là vì muốn tập trung cho công việc và cũng là để cho tiểu gạo nếp có cuộc sống ổn định hơn. Được biết, sau khi sinh con gái được 3 tháng thì Dương Mịch đã nhanh chóng trở lại công việc, dù lúc đó tình hình sức khỏe vẫn chưa cho phép người đẹp đi làm sớm như vậy. Việc Dương Mịch quá chú tâm vào công việc khiến cô không có thời gian cho bản thân, chưa nói đến việc chăm lo cho tiểu nhu mễ. Còn Lưu Khối Uy vốn có suy nghĩ khác biệt với Dương Mịch khi anh luôn đặt gia đình và con cái lên trên hết. Sau khi có con, Lưu Khải Uy giảm lượng công việc đến mức tối đa để có thời gian chăm sóc con gái. Vì điều này nên Dương Mịch đã nhường quyền nuôi con cho Lưu Khải Uy. Đây cũng được cho là một quyết định đúng đắn nếu muốn tiểu gạo nếp lớn lên trong một môi trường tốt đẹp. Nhiều dân mạng cho rằng Triệu Lê Dĩnh đã quay lại làm việc sớm sau kỳ nghỉ sinh. Điều này chứng tỏ cô là người ham mê công việc, đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Chính vì vậy, thông tin Phùng Thiệu Phong giành được quyền nuôi con không phải là không có căn cứ.